Hello, xin chào mọi người. Hôm nay chúng mình lại được gặp nhau trong video mới rồi đây. Linh vừa mới nhận được set 4 cây son trong bộ sưu tập Thanks to Japan của Appeal. Lần này thì Appeal chia ra làm 2 set, một set hộp đỏ có tên là Cold Tone và một set hộp vàng có tên là Warm Tone. Và Linh nhận được set hộp vàng. Bên ngoài là một lớp nhựa trong nhìn rõ toàn bộ 4 cây son. Bên trong gồm có 2 cây Juicy Spang Mousse Tin kem lì và 2 cây Juicy Spang Tin dạng tin bóng. Toàn bộ 4 cây son đều được bọc một lớp ni lông bên ngoài. Thiết kế của dòng Mousse thì là nhựa lì trong suốt, thân dưới nhìn thấy được màu son bên trong. Đầu lông cọ nhỏ, thun hơi vát nhẹ. Còn thiết kế của cây tin bóng thì vỏ ngoài là nhựa lì, mô tả được màu son bên trong, đầu cọ vát, mỏng, cao nhẹ. Bắt đầu với CR06 là một em tông cam đất mà ai cũng nên có cho mình một cây. Vì đây là một tông màu dễ chịu, không kén bất kỳ tông da nào, mà lại còn phù hợp trong mọi hoàn cảnh như là đi chơi này, đi học, đi làm nữa cơ. Ngày thường Linh để mặt mộc vẫn diện được em này luôn ý. Chất son Mousse thì không thể chê vào đâu về độ xốp xốp, mịn mượt. Chỉ cần di cọ một lần là màu son đã lên rất là chuẩn và đẹp rồi. Nhưng lưu ý là không nên trồng nhiều lớp son khiến son bị dính và lâu khô. Cả hai bộ son Linh đã đều sử dụng trước đó rồi. Dòng Mousse Tin thì Linh đã làm video review rất là chi tiết. Nếu bạn nào chưa xem thì mình sẽ để link video ở dưới phần mô tả nhé. Tiếp theo là cây CR07, cam cháy nổi đinh nổi đám trong năm vừa rồi. Sắc son nổi bật cực kỳ tôn da và tôn răng. Tuy nhiên là để màu son này được xinh hơn nữa thì Linh vẫn recommend cho mọi người nên make up thêm xíu để tổng thể gương mặt được tươi sáng hơn. Son có mùi trái cây nên là rất thơm và dễ chịu. Chất son xốp mịn che phủ rãnh môi nên là phù hợp với các bạn môi khô và cái thời tiết khô khan này nữa. Thứ ba là cây BE01, một tông hồng cam nút. Cây này và cây cuối cùng thì chúng mình sẽ đến với dòng son tin bóng. Cây thứ ba này thì màu cực kỳ xinh luôn, màu ửng nhẹ nhàng như là màu môi thật đánh bóng lên thôi. Tuy nhiên là các bạn da trắng mới dùng được màu này thôi vì sắc hồng cam nút luôn là kén da, không cẩn thận thì còn làm xỉn bên răng nữa cơ. Chất son của dòng này thì siêu mướt luôn, các bạn không muốn son quá bóng thì có thể đánh lòng môi thôi hoặc là bặm da giấy ăn sau khi đánh để lớp bóng trôi đi bớt nhé. Độ bám màu tuy là không tốt nhưng mà khi son trôi hết sẽ để lại một lớp tin ở lòng môi. May mà lớp tin này không phải là màu hồng neon như ngày xưa nữa. Thứ tư là cây CR05, một tông đỏ cam. Màu này thì lên rõ và rực rỡ hơn màu trước rất là nhiều. Màu môi căng mọng thích ơi là thích. Sắc son này thì vẫn hơi kén da, tuy nhiên là không hề làm xỉn men răng một chút nào. Dòng son này thì vẫn có hương trái cây đặc trưng của Appeal. Túm lại, đây là một cây son dành cho bạn nào cực kỳ thích son bóng và có làn da từ trung bình đến trắng. Cực kỳ phù hợp với các bạn nào có đôi môi khô hay là bong tróc đấy. Kết thúc với ảnh của 4 màu son và video của Linh đến đây là hết. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nha. Bye bye! Nhớ là subscribe kênh YouTube của mình nhé!